bông bí vàng. Cả nhà nín khe. Tuy không có tiếng quát tháo, cũng không hề có chuyện xào xáo ầm ĩ gì trong gia đạo, nhưng mọi người đều biết cơn giận dữ câm nín của ông già là kinh khủng ghê hồn. Chỉ chực chờ chút sơ hở gì thì cơn giận đó trở thành cơn nổi tam bạch lục tặc. Ông đi qua đi lại ở gian nhà giữa, lâu lâu cười gằn một tiếng nghe nổi gai ốc. Phần bà đang ở cửa bếp, bà lắng nghe, dường như nước đã đứng hoặc đang rút xuống, không còn nghe tiếng động ì ầm hung hãn như lúc còn đỏ đèn nữa. Nhà đâu có ai, hai vợ chồng anh hai khôn hồn đã ẩm con lòn cửa sau dòng về nhà rồi. Con chó phèn biết khôn trốn làm co ro đặt khung bếp, còn bậu thì còn mù mịt ngoài bóng tối chưa thấy tăm hơi đâu. Ông Vũ nói trống không. Nếu nó ở lại ngoài chòi đêm nay thì bà liễu hồn sửa soạn nuôi cháu ngoại. Miệng ăn mắm ăn muối, đừng nói điều ác mà. Con mình con nhà gia giáo, chuyện vậy sao có được. Ao mặt khỏi đầu, biết đâu mà không lo, không sợ. Bộ tôi không lo, không sợ cho con sao? Nước dưng bất tử như vậy, chiếc xuồng ba lá mỏng tanh, con nhỏ ốm yếu, tôi xuống sang bước trước từng phút từng giây nè. Ông hãy làm mẹ, ông mang nặng đẻ đau đi, rồi sẽ biết cái cơn lo lắng tím ruột bầm gan của bà mẹ nó ra làm sao. Bỗng con phèn hực một tiếng, nó vẫn nằm khoanh, nhưng ngẩng đầu nhìn ra phía tối ôm bên ngoài. Bà Mừng ngó theo hướng con phèn. Có tiếng động ngoài bờ rào phía con rạch. Từ phía ấy có tiếng nói trong trẻo của bậu phập phèo trong gió. Tới nhà sao không vô? Thằng nọ nói gì đó nghe không được, tiếng con nọ lạnh lót. Vô trình tía má một tiếng, có chết đâu mà sợ dữ sợ dằn vậy. Tôi không tạo lỗi gì nên không sợ gì hết. Vậy sao không vô nhà? Sợ làm rộn ông bà, để ông bà nghỉ ngơi. Vậy vô luộc bếp kiếm cái gì nít no bụng rồi về chòi cũng được mà. Tôi còn no. Cô hai thưa ông bà giùm tôi một tiếng rằng là từ nay đừng để cô hai đi đâu một mình. Chuyện nước lớn nước rồng khó lòng lắm. Tôi đi à? Cô gái la lớn. Nè, sao ông lấy xuồng chống đi? Lội vậy là biết làm sao không? Thiệt nhẹ re. Ông hết đi qua đi lại, bà dứt đi ra vô. Con chó phèn ngoắt đuôi nằm dưới cẳng. Bà điếc xéo ông. Con quậm xà mâu nữa thôi. Con của ông giáo dục sao mất nết được. Ông vấn điếu thuốc rê, cây đầu thuốc vô ngọn đèn nhưng chưa đốt, mà để đó đặng có ngó nhìn bà vợ, nghĩ thầm trong bụng. Mẹ già tầm lý ớn, biết nói đãi bôi, cần giận tiêu tàn. Bà mẹ vọng ra ngoài. Con bậu, mau vô đây. Ông lớn tiếng. Reo thẳng trở lui, biểu thẳng vô tế biểu. Tiếng bậu bắt loa miệng kêu theo bài hải. Quơ anh Nam, anh Nam ơi, tía kêu anh vô đây luôn nè. Nằm bờ lội chưa xa nên nghe rõ mồn một, nhưng anh đứng án bình bất động, đúng ra là tấn thối lưỡng nan. Đợi hoài đợi quỷ chẳng thấy tâm hơi, bậu dậm chân phình phịch bỏ vô nhà, thẳng luôn vô buồng gói. Biểu mày kêu nó vô sao mày vô mình hả? Tối ôm chẳng nghe động tịnh gì, con đứng ở ngoài gió thổi nghe hơi lạnh á. Bà ngọt như mía. Gái à, nhờ đức cha, không sức mẻ gì à, thiệt mừng. Từ nay khoan dung từ tốn và lương thiện, và lương thiện cái lỗ miệng. Nghe rồi dặn dò hoài à. Ổng biểu thẳng nó vô làm chi, bần thịt nó hành chi. Tôi kêu nó vô á, có dỗ về an ủi cho thịt cá gì mà ăn. Sao nó không vô? Tôi đâu biết. Bà sao biết được lòng dạ người quân tử. Cái này sách chữ nghĩa người ta nói kêu bằng chân nhân bất lộ tướng. Thấy vậy mà không phải vậy à? Thưa ông chân nhân, ông nói gì tôi không biết. Tôi nghĩ thương thằng cha của nó, nợ nần phải cầm bán nhà cửa đất đai,
Bây giờ nhắm mắt hủi tay, bó lại thằng con làm công trả nợ cha. Điều đó làm tôi thương thằng nhỏ. Định là sau vụ mùa này nó giỏi giang gây được giống lúa gạo nanh chồn cho tôi á, bao nhiêu dạ cũng được, thì tôi cho nó thừa hưởng lại giạt đất với cái nhà quan siêu dẻo của thằng cha nó. Mình tịch thu để đó cỏ cũng mọc đầy à. Lời ra tiếng vô, mất chút nhân tình ở đời. Đó, lòng dạ chân nhân, nói có ngọn đèn làm chứng, tôi thề ngọn đèn tắt tôi tắt theo. Ông đã nói cho nó biết ý định tốt đẹp này chưa? Mới nghĩ ra trong bụng, chứ có nói niết với ai đâu. Con chó phèn nãy giờ nằm dưới cẳng ông, bỗng ư ử phóng giọt ra sân quấn quýt mừng ai đó. Ông bà đưa mắt ngó nhau, bà khều nhẹ con gái, bưng đèn ra coi ai á. Bậu còn dỗi, chắc mẻm năm bờ chứ không có ai vô đây. Kệ, biểu vô không vô, cho đứng ngoài luôn. Ngoài giữa sân, năm bờ đang đứng bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn theo rạc rụa. Con xin đổi ơn ông, đổi ơn bà. Hồi tía má con qua đời không có ông bà thương xót đem con về nuôi nấng, thì đứa trẻ nít ngày ấy biết ăn đâu, ở đâu. Bây giờ lưng dài vai rộng, đền ơn ông bà chưa hết, nay ông bà lại tính việc việc. Năm bờ cầm lòng không đậu, dục khóc òa. Trong nhà, bà và bậu định bưng đèn ra, nhưng bị ông lừa tay chặn lại. Năm bờ nói tiếp trong giọng nói đầy nước mắt. Thiệt tình, con thương giặc đất của tía con mà không biết làm sao thâu nó về. Con sợ cả đời con phải làm đứa con bất hiếu thôi. Nay đứng ngoài hè, nghe ông phán dạy, muốn cho con xin lại, con mừng xa nước mắt. Lại này con lại đội ơn ông, lại này con lại biết ơn bà, còn lại này. Trong nhà bậu la quảng. Thôi thôi, đừng có lại tôi, tổn thọ tôi chết á. Không phải đâu, tôi tính lại tía tôi ở dưới đó cũng phải cúi đầu biết ơn bà chứ. Lát sau khi ông bà bưng đèn tới cửa nhìn ra, thì trước sân không còn thấy năm bờ đâu nữa. Anh ta đã vong mất. Đố ai biết anh ta đã làm gì, nghĩ gì suốt từ đó tới sáng ở ngoài chòi hoang linh láng nước. Có điều chắc chắn là anh tự trách mình lung lắm, là tại sao không nói câu văn chương phúc chí tâm linh ấy ra bằng lời. Không nói ra thì ai biết được lòng dạ mình ra sao. Đó là cuộc đất nằm rìa cái doi đất giống như đất mọc ra ngón tay chia hai dòng nước. Một là nhánh sông, dòng kia là con rạch không ra rạch. Cái vịnh nhỏ không ra vịnh. Quanh năm gió thổi tấp lục bình từng về từng về. Phía dưới lục bình là cá đồng, cá sông sống lẫn lộn. Thêm những nào là rùa, nào là ếch. Và có cả rắn rặng ri cá. Đúng là kho thực phẩm trời cho ăn sống quanh năm. Tía má năm bờ sống cuộc đời thương hồ trôi nổi. Ngày kia dừng chân cất cái chòi trên voi đất này, đặng đợi năm bờ chào đời. Dạo năm bờ 2 tuổi thì người bạn đời tội khổ của tía năm bờ lìa đời. Ông dừng hẳn bước giang hồ, khai khẩn thành khoảnh, cất mái nhà tranh nho nhỏ mà không lụp sụp, trồng vạt dừa mép voi để hàng dừa lớn lên ve dọi bóng bờ sông vào những buổi chiều buồn. Rồi thì khóm tre trước cửa, bụi chuối sau hè, dừa ngổi hai mùa trái chín, vú sữa ly kim ma. Dài 3 năm mưa nắng hai mùa, mưa tưới nắng soi khoảnh đất, làm cho ghe xuồng xuôi ngược khúc sông. Khách thương hồ ai nấy ngước lên cũng trầm trồ khen cảnh đẹp. Rồi 10 năm nữa trôi qua, lúc đó năm bờ 15 tuổi. Đêm kia, người đàn ông sầu khổ kêu năm bờ tới bên giường bình. Tía nhớ má, tía phải đi kiếm má ngày một ngày hai gì đây thôi. Con ơi, giạt đất thành khoảnh tốt đẹp này là mồ hôi tâm huyết của tía.
tía muốn để lại cho con. Ngặt cái, nhà là nhà của mình, nhưng ra tiền giúp đỡ tía hơn 10 năm nay là tía ma con bậu. Đó là người ơn mà cũng là chủ nợ của mình. Con yêu quý của tía ơi, dạ chừng sau ngày tía nhắm mắt, nợ không trả nổi, nhà đất phải gã đi trừ nợ, thì con chỉ xin một điều kiện là mai mốt lớn lên con làm lụng kiếm được ra tiền thì xin chuộc lại bằng được. Bởi vì nơi góc giường kia là năm xương tàn của má con. Ôi, bà ấy đi theo tía nửa đời người, sung sướng đâu không thấy, chỉ thấy toàn ngậm đắng nuốt cay. Vài hôm ông nằm xuống, lại một lần nữa ngửa tay xin bên ấy ra tiền lo chuyện ma chay. Lần này giấy nợ do Năm Bờ lăn tay điểm chỉ. Sau đó năm đầu, Năm Bờ còn được ở nhà giữ mộ, lên dòng trồng khoai, giăng câu lưới cá, thảnh thơi ngâm vịnh thơ lục dân tiên, một mình nghe vào những đêm trăng sương giăng nhẹ nhẹ. Từ năm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, sau ngày tía mất, Năm Bờ được điều đi canh cửa ruộng bưng hẻo lánh xa ơi là xa. Cực nhọc không sợ, chỉ nhớ nhà, nhớ nhất là hai nắm mộ tía má. Chắc bây giờ lau cỏ mọc đầy. 19 tuổi, gã trai quê lưng nách rất mực nhớ nhà, nhớ nhất lời cha dặn. Bởi vậy đêm hy hữu này đứng ngoài sân nghe phán quyết cho được xin lại đất, Năm Bờ xa nước mắt. Nước lên mau thì rút cũng mau, để lại cho thửa ruộng bưng lớp phù sa hồng mịn, kèm theo vô số rác rưởi hỗn tạp mà phải mất 3 ngày trần thân, Năm Bờ mới dọn sạch. Điều may mắn cũng hy hữu không kém là hơn nửa mẫu gạo nên trộn hư hại chẳng bao nhiêu. Năm Bờ tạ ơn trời đất, anh cảm thấy ngày về vạt đất cũ gần kề. Tao xé hết giấy nợ trước mặt mày, nghĩa là xì xoa nợ nần, giải phóng cho mày về ở lại cái nhà tia ma mày. Nhưng tao ra mày một điều kiện. Năm Bờ quỳ dưới đất cúi đầu dạ. Mỗi mùa lúa mày không được giúp ai mà về giúp tao. Tao sẽ trả công đôi 3 dạ hoặc 5-10 dạ tùy lúa trúng lúa thất. Mày chịu không? Dạ con chịu. Vậy đứng lên, xuống bếp kiếm cơm nít no rồi ra chuồng trâu đánh giấc đã đợi đi. Sáng mai gót về nhà. Đi đi. Năm Bờ chắp tay xá xá. Bẩm ông, con ăn cơm hồi trưa nọ, đêm nay con không ngủ, con muốn... Muốn gì? Nôn quá hả? Dạ. Mồ tổ mày, nói gì cũng dạ. Muốn xin gì không? Quần áo, tiền bạc? Dạ thôi. Vậy được. Dạ bẩm ông con đi. Đi đi. Tạ với con nhỏ về, tao nói lại cho. Con phèn quẩy đuôi quấn quýt, Năm Bờ ôm hung nó khá lâu, rồi cúi đầu đi ra cửa. Bước đi xem chừng mạnh bạo, miệt quê gọi là bước chân như vậy là đi bương bương. Một tấm đệm bàn, một cái cà ràng 3 cẳng, một cái nồi đồng nhỏ, dài 3 lon gạo đỏ, chiếc cào cỏ, cây rửa quéo và cái mai bén ngót do cuốc đất quá nhiều mà lưỡi mòn khuyết một bên. Đó là gia tài của thằng con trai 19. Anh ta vừa đeo vừa máng hết lên người, săn sái bước những bước dài. Cái thứ thế nhuyễn trên người cua rỗn rãng, rọt rẹt, in như bài nhạc lạ lùng vừa nghe vui tai, vừa thấy dị hồn. Ngàn sao đầy trời, chẳng có ông sao nào xẹt cái quay chơi. Năm Bờ ngước mắt kiếm ngôi sao thần nông, coi thử giờ này mấy giờ mà kiếm hoài sao chẳng thấy.
Bỗng nhiên anh ta nghe thấy thương thương ở trong lòng. Từng bộ mặt hiện lên trước mắt rồi tan biến nhanh đi. Duy có bộ mặt có duyên có dùng của bậu là đậu lại khá lâu. Anh nói với riêng mình trong lòng: bậu ơi, khi bậu về tới nhà thì qua đi mất biệt rồi. Bây giờ đây ước gì có bậu đi cùng, qua dám chắc bậu phải chạy lon ton theo, miệng kêu réo trời biểu đợi chờ. Bởi vì chân bậu bước ngắn, chân qua bước dài. Chắc gì qua chịu dừng lại đợi bậu. Mà sao nghe ra nhẹ re trong lòng vậy kìa. Phải rồi, từ nay không phải dừng chân đợi ai, không còn ai khiến ai sai. Từ nay tự mình nai lưng trồng khoai cuốc đất cho mình. Ôi năm bờ ơi, cái đầu vồ ngực nở lưng dài, tai to cẳng bự ơi, sao mà nghe thơ thới ruột gan vậy nè. Ngày cái gió này hít thở nghe cũng khỏe khoắn mát lạnh phổi phèo. Ủa, mà cũng thời gió, sao trước giờ qua chưa hề nghe đã đời vậy á bậu? Bất ngờ năm bờ ngó ngoái lại đằng sau coi có bậu men theo không, rồi anh tự mắng nhiếc mình: đồ đi, người ta gái cành vàng lá ngọc, còn mày á, tay áo cọc quần đùi. Đừng mơ đừng tưởng bờ ơi, cảm tình say khiến mày thôi vậy mà. Năm bờ nghe tự ái con trai trỗi dậy đùng đùng, anh bỗng giọt miệng: giai trời cho gió thổi lên, cho manh chiêu rách nằm trên giường ngà. Bà bình tĩnh nghe tôi phân giải thiệt hơn. Mà khoan đã, con bậu đâu? Nó ra sau hè nãy giờ, chắc đi tắm á. Tâm đêm tâm hôn nên nước đặng bệnh báo đời ha chi. Thầy cha nó, ông hãy nói chuyện thằng bờ với tôi cái đã. Tôi xé nể nợ cho nó rồi. Cái đó là được, nhưng mình giữ nó lại cũng được mà. Không được đâu, thà bây giờ đã lại rẽo đất trương đầu ngón tay đó cho nó còn hơn để mai kia chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn là chuyện gì? Mình gia tài chỉ có mỗi đứa con gái, tôi lo lắm. Hai đứa mới ngày nào nhỏ xíu dành ăn đánh lộn khắp giờ á thì xăm xăm hết rồi. Nữ thập tam, nam thập lục, xưa tuổi này đã tính chuyện vợ chồng, nay hai đứa 18, 19, rủi lỗi lầm tành tiểu thì tính sao đây? Thẳng coi cũng được á mà. Được với bà? Nói điên gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Ý tôi muốn nói theo bà là nói làm rể cho bà ắt được. Còn tôi á hả? Không, không thể nào được. Sao ạ? Chẳng sai sách gì hết. Khẳng định không được là không. Phải biết trước nhất á, nó là thằng ở đợ nhà mình đầu trên xuống dưới ai cũng biết. Còn con mình, đâu lẽ gái phú ông lấy chồng ở đợ coi sao được. Ôi sợ cái đó cũng thừa. Hồi đó ông hơn gì? Tôi vậy nên tôi không muốn con tôi bị vậy. Thôi thôi, nó nhỏ nhỏ thôi, làm gì mà hét lớn cho cả xóm nghe hàng chi dữ à? Nè, uống miếng nước vuốt giận đi. Tôi khó lắm mà, đừng chọc giận tôi. Ông thấy đó, ai vô tình chọc vào vết đau âm ỉ của ông á thì ông tức tối ông lồng lộn lên. Còn ta thì sao? Người ta cũng là người, cũng đầu đen máu đỏ. Con bậu rình kẹt cửa phải không? Con đâu có rình, con vô tình đứng nghe. Xin tía đừng có giận tội nghiệp con. Ra đây, chuyện tình cảm tụi bay tới đâu rồi? Năm bờ thông minh lắm á tía. Ha, bà thấy không? Câu đầu tiên mở miệng là khen thẳng thông minh. Thì để yên cho con nó nói hết nghe đã. Sao, nó thông minh gì con? Con dạy dần xuôi dần ngược, rồi ráp dần, rồi nay đọc sách được hết rồi. Viết chữ còn chưa thẳng hàng nhưng mà ham học lắm. Bữa kia chả kiếm đâu được cái roi mây trường con út á, đem cho con, biểu con cứ quánh thẳng tay nếu con chả lười biếng học. Quánh nó lần nào chưa? Quánh rồi, ân hận quá trời luôn á. Chả thấy bướm ngoài vàng ra trái non, chả uống lưỡi câu đặng câu ếch,
Cha nói ớt xào múp đầu mùa ngon khó có, để đem về bầu xào dùm cho ông bà ăn lý thảo. Con đâu biết, con thấy không chịu viết bài tập, con khệnh cho cả hai rồi.